Mà tình yêu không tròn duyên kiếp, sáng hẹn cách ngăn vì không muốn đăng hộ đôi. Đêm cuối cùng tình yêu ngăn lối, làm quen gươm giáo đêm giá tờ buồn lắm ai ơi. Lê Dũng chàng, Kim Phượng, nàng còn tìm gặp tôi làm chi nữa, khi ngựa hồng đã sập nến gió câu qua dẫm cát ngàn lao. Buổi ban đầu mình đã nói tiếng yêu nhau, giây phút cuối không lẽ không một lời từ ta. Giây phút cuối cô còn gì cho nhau nữa, tôi cúi nẻo trời còn em ở lại phòng quê. Lê Dũng chàng ơi, có buồn nào bằng kẻ ở người đi. Đây anh ấy nhận lấy mái tóc xanh mà anh đã từng che vuốt trong những ngày chung bóng. Trời, Kim Phượng, có phải em đã... Phải, em đã cắt mái tóc nhung mềm lá lướt mà mấy đêm rồi thấm ướt lệ tàn khanh. Bởi đôi ta mộng ước không thành nên em mới tìm quên lãng trong chuông chiều mỗi sớm. Trời ơi, một mái tóc xanh còn đâu trên bờ vai con nhỏ. Kim Phượng ơi, sao em lại bỏ lỡ một chuyến đi trong ngày xuất giá ôm trọn niềm đau với một mối duyên. Cha mẹ đôi bên đã chẳng cho ta sum mì hộp một nhà, thì chờ đợi làm chi cho già thương nhớ. Lỡ tuổi xuân thì già trễ chuyến du quy, nghe lời anh Phượng hãy về đi, để xác pháo hồng sớm mai rơi đầy lối nhỏ. Đưa tiếng người đi tận ngoài sương gió, ôm tóc người yêu mà nhớ bạn chung tình. Thôi, hãy về đi Kim Phượng, thương tiếc làm chi một kẻ cuối trời. Kiếp này ta không trọn cuộc vui, đợi kiếp khác mình cùng nhau sum họp. Dũng ơi, anh đã đem tình em vào tận miền sương gió, thì em cũng đem tình anh vào tận chốn âm thiền, để cho đôi ta vẽn một lời nguyện. Biến ai lạnh lùng anh làm thân kiếm sĩ, núp bóng Phật đài em là một ly cô. Đêm từng đêm nghe trong dòng miền xa, anh con ở tiếng chuông chùa ngân điềm. Tuy mình xa nhau bằng hình với bóng, nhưng gần nhau hơn qua yêu.
sống cuộc đời. Em sẽ cầu nguyện đêm ngày, em sẽ xin ơn riêng Đức Phật che chở cho anh trên dặm ngàn sương gió. Kim Phương ơi, tôi với nàng cùng chọn một lối đi, nhưng cuộc sống mỗi người riêng tâm sự. Người chôn buồn đau vào lời kinh tiếng kệ, kẻ đêm thương sầu nơi quan tái mịt mờ xa. Nếu có ngày nào tôi trở lại kinh đô, gặp người yêu cũ chắc nàng sẽ hỏi tính chủ là ai, từ phương nào tới. Tôi sẽ niệm Nam Mô để thay tiếng trả lời. Vì trước mặt tôi em đã làm một ni cô, lời ân ái đâu còn như khi gặp gỡ. Tương gian ngăn cách đôi bờ, bởi chẳng bao giờ mình gặp lại nhau đâu. Biên ải lạnh sao không nghe hồi chiên trống, mà chuông chùa nào đầm giống tiếng ngân nga. Đây là đâu? Sao đôi mắt của ta lại u tối một màu đen ám đạm? Mô Phật, xin người hãy nằm yên tĩnh dưỡng. Lạ kìa, ta vừa nghe được tiếng người quen. Ai đó? Mô Phật, tôi là một ni cô. Người là một ni cô? Người có thể cho tôi biết qua danh tánh? Thưa ngài, pháp danh của tôi là Diệu Hành. Không, tôi không hỏi pháp danh của một kẻ tu hành. Sớm chiều kể kinh, nhưng tôi muốn tỏ tường rõ ràng danh tánh. Ai mới thốt ra tiếng ngọt ngào như từ ngày xa xưa? Người ơi, hỏi tên kẻ tu hành mà chi, lo tỉnh dưỡng đi kẻo bình tình đang nguy. Một ni cô nơi âm vắng, trong một ngôi chùa nơi núi thầm. Lãng quên cuộc đời để vui cùng muối dừa. Tôi vừa nhớ ra giữa biên ải lạnh lùng, tôi cùng ba quân và tương sĩ, sau nay lại ở trong ngôi chùa lạnh lùng tôn nghiêm. Đã một đêm qua ông mê man bất tỉnh, người ta đưa ông vào đây tạm nương náu ít hôm. Tôi được nghe bạn ông vừa kể lại rằng ông ngất liệm mà trong tay ông vẫn không rời xuôi tóc. Phải, xuôi tóc? Xuôi tóc ở đâu rồi? Hãy trả lại cho tôi, hãy trả lại cho tôi. Ông ơi, xuôi tóc năm xưa tôi vừa chôn sâu trong lòng đất lạnh, cũng như sau khi giả từ dĩ vãng, tôi cũng đã chôn lấp đời tôi theo mõ sớm chuông chiều. Tóc vẫn còn xanh biên biết một màu, nhưng màu xanh đã chẳng cho ông niềm hy vọng. Vì số kiếp đoan trường bay đón nhận đau thương,
bạn ông kể rằng vì ốm ấp tấm xanh ngoài quan tái ông dần mơ về nơi hò hẹn, thấy ông thi chung mà hồn ai chết điên đã lỡ còn đâu đành khóc hận riêng mình. Trời ơi, tại sao người ta lại che kín mắt tôi, không cho tôi thấy dung nhan ngày cũ? Cô bài phượng của tôi đang nghẹn ngào, nức nở và đang rơi những giọt sầu trên đôi má của tôi chăng? Anh Lê Dung, tôi là Kim Phượng, cô thôn nữ Lý Gia Trang buổi trước. Kim Phượng! Trời ơi, Phượng của tôi! Kim Phượng! Phượng! Phượng đâu rồi? Tại sao em không trả lời? Tại sao em lại bỏ tôi khi chưa tàn cơn tâm sự? Ni cô Diệu Hạnh đâu rồi? Ni cô Diệu Hạnh đâu rồi? Mô Phật! Giây phút tao phùng chỉ ngắn ngủi bấy nhiêu thôi, và bây giờ đã đến giờ ly biệt. Chúc người mau bình phục để sớm trở về với bổn phận người trai. Còn tôi gửi cuộc đời trong áo bà hài gai, xin ai đó chờ nắng tình lưu luyến. Khoan, Kim Phượng ơi, lần tái ngộ còn đớn đau gấp trăm ngàn lần ly biệt tôi, thì mình chia tay lần này là lần chót, em ở lại thiền môn còn tôi vẫn nặng kiếp phiêu bồng. Tôi chẳng còn ước còn mơ một buổi tao phùng, suối tóc mây em đã dồi chôn dưới ba tấc đất là đứt đoạn tình rồi, tôi nuối tiếc gì đây? Non nước này mình còn gặp nhau chăng là chung góp một tình thương đồng loại, người cầu nguyện cho dân an quốc thái, còn tôi đem kim mê cùng gìn giữ sơn hà. Thôi chuông đổ chuông buồn nhân thế, trong chiến còn dòng phía trời xa, lối đi đã chọn lâu rồi, hai nẻo đường đời ta vĩnh biệt.